Chào mừng anh chị và các bạn đến với video tiếp theo của Nguyễn Văn Đoàn. Ở trong nội dung ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng chia sẻ về chủ đề là đầu tư bất động sản tại Hớn Quản thì nên đầu tư ở đâu, điểm mạnh, điểm yếu của Hớn Quản cũng như là những cái chiến lược mà chúng ta có thể áp dụng vào thị trường Hớn Quản tại Bình Phước trong thời gian sắp tới đây. Ở trên màn hình anh chị đó chính là gì ạ? Bản đồ của tỉnh Bình Phước và Hớn Quản nằm ở khu vực này quý vị nhé. Giáp với Trân Thành, giáp với Phú Riềng, gần như là ôm hết thị xã Bình Long và giáp với Lộc Ninh. Điểm mạnh thì hiện nay cũng khá là nhiều các cái thông tin mà chúng ta có thể áp dụng đối với thị trường Hớn Quản. Và đối với thị trường này thì trước đây chúng ta đã thấy có một cái thông tin rất là hot đúng không ạ? Đó chính là sân bay Bình Phước. Và hiện nay thì nhiều anh chị chúng ta cũng đang còn các sản phẩm đất ở đấy. Tuy nhiên nếu như mà chúng ta nhìn lại cái kênh đầu tư của mình, nhìn lại những cái gì mà địa phương đang có, trong những trường hợp rõ ràng nếu như chúng ta mua phải giá cao ấy, thì chúng ta sẽ cần đợi phần lâu hơn một chút đúng không ạ? Còn nếu như anh chị nào mà chúng ta mua phải giá rẻ thì chúng ta có thể xem hết cái video này. Hoặc là những anh chị nào mà chúng ta sắp tới đang muốn đầu tư tại Hớn Quản thì cái video này chính là một cái nội dung để anh chị chúng ta có thể tham khảo để giúp cho chúng mình đầu tư bất động sản tại Hớn Quản trong thời gian sắp tới đây đạt hiệu quả cao, tránh gặp phải những cái khu vực như là sốt ảo nên giá hoặc là các cái dự án không có thực quý vị nhé. Anh chị và các bạn theo dõi những nội dung sau đây mà thấy bổ ích và giá trị thì đừng quên tặng Nguyễn Đoàn một nút like cũng như là ấn vào nút đăng ký kênh, nút chuông thông báo để lần sau nhận được những nội dung mới nhất từ kênh YouTube của Nguyễn Văn Đoàn. Và hiện nay Hớn Quản quý vị ạ thì sẽ có một số các cái điều như sau. Cái thứ nhất là đường DT756 quý vị nhé. Đường DT756 đã hoàn thành và đi vào hoạt động rất là lâu rồi. Thứ hai nữa là quốc lộ 13, có nghĩa là chỉ có một khúc ở đây thôi. Và trung tâm hành chính huyện Hớn Quản thì nằm khu vực này, ngay trên trục đường quốc lộ 13. Thứ ba nữa là có khu công nghiệp Minh Hưng, Sitico đã đi vào hoạt động. Tuy nó không lớn và nó hoạt động không có xung động như các địa phương khác, nhưng đây cũng là một cái điểm nhấn để chúng ta có thể nhìn vào đúng không ạ? Và điểm mạnh thì chúng ta sẽ thấy gì ạ? Quốc lộ 13 giáp với gì ạ? Bình Dương giáp với thành phố Hồ Chí Minh, có nghĩa là đi gần thôi bởi vì phải đi qua Trân Thành khu vực này. Nhưng mà so với thời gian di chuyển thì nó vẫn mạnh hơn gì ạ? Thị xã Phước Long đúng không ạ? Nếu như chúng ta so về cái vị trí địa lý, thời gian di chuyển. Đấy. Và thứ ba nữa rất là đặc biệt ở đây đó chính là gì ạ? Rẻ, giá rẻ ở vài khu vực tại Hớn Quản mà anh chị chúng ta có thể sử dụng. Nếu như chúng ta có vài trăm triệu mà chúng ta phải chạy đến những khu vực khác thì thay vì vậy chúng ta có thể tập trung vào Hớn Quản. Từ Bình Dương, thành phố Hồ Chí Minh đi lên theo trục đường quốc lộ 13, nếu như anh chị chúng ta có những chiến lược tốt thì Hớn Quản chính là một địa phương mà sẽ giúp cho chúng ta tiết kiệm được rất nhiều thời gian và lại vốn có cái tỷ lệ rất là tốt. Đấy. Và hiện tại bây giờ thì Hớn Quản có một số các cái trục đường đang làm, như là trục đường DT752B, trục đường Đồng Xoài Hớn Quản quý vị nhé. Đồng Xoài Hớn Quản cũng đang là làm, đã triển khai khởi công rồi nhưng đang trong quá trình gọi là xem xét lại. Thứ ba là đường Việt Kiều Sa Cát là nối các khu cụm công nghiệp với nhau tại Hớn Quản. Đây là những cái dự án trong tầm nhìn có thể là từ nay cho đến năm 2030 Hớn Quản sẽ có những cái sự phát triển về hạ tầng rất là tốt. Và những sự phát triển về hạ tầng này là kéo theo những sự phát triển về cụm công nghiệp, sự phát triển về đô thị hóa anh chị nhá. Vậy khi nhìn vào tổng quan Hớn Quản, những cái điểm mạnh cũng như những cái gì mà Hớn Quản đang có thì chúng ta sẽ đầu tư theo cái chiến lược nào anh chị? Đầu tiên theo Nguyễn Đoàn thì chúng ta có thể chia sẻ là gì ạ? Đầu tư lại vốn. Tất nhiên là vậy rồi đúng không ạ? Đầu tư lại vốn thì hiện nay có hai cái phân khúc mà anh chị chúng ta có thể tập trung ở đây. Thứ nhất, với những anh chị nào chúng ta có tài chính dưới 1 tỷ thì chúng ta có thể tập trung ở các khu vực vùng ven, khu hành chính hoặc là bám trên các cái trục đường ven quốc lộ hoặc là trục đường DT quý vị nhá. Lưu ý là chúng ta cần phải tìm hiểu kỹ về vấn đề về giá cả, về tiềm năng tăng giá cũng như là mức độ thanh khoản. Ưu tiên những cái bất động sản nào phục vụ cho nhu cầu ở thực hoặc là những bất động sản có thể sử dụng vào công việc gì đấy, có thể là xây trọ, có thể là làm ký ốt cho thuê, có thể là những bất động sản phục vụ cho cái nhu cầu đầu tư nhưng mà nó có những định hướng phát triển cho cái bất động sản đấy trong vài năm tới. Thứ hai là những anh chị nào mà chúng ta đầu tư lại vốn
theo hình thức gọi là có tài chính lớn thì chúng ta có thể tập trung vào các khu vực vùng lõi một chút, có thể là gần khu vực hành chính hoặc là gần các khu vực chợ hoặc là gần các cái trục đường hiện nay đang là tập trung dân cư tốt. Thì với cái sự phát triển hạ tầng đô thị và với cái sự giáp ranh giữa gì ạ, Phú Riềng, Trơn Thành, Bình Long như vậy thì Hớn Quản cũng chính là một khu vực có sự thu hút dân rất là tốt trong thời gian sắp tới đây. Đấy là với những anh chị nào chúng ta tài chính lớn hoặc là gì ạ, chúng ta có thể tập trung vào cái phân khúc gọi là lãi vốn cộng với dòng tiền là những bất động sản gần khu chợ, gần các khu dân cư. Thì cái ưu điểm của nó hiện tại bây giờ Hớn Quản vẫn đang có mức giá rẻ hơn các địa phương khác quý vị ạ. Sẽ rẻ hơn Trơn Thành và chắc chắn sẽ rẻ hơn gì ạ, Bình Long. Nhưng mà về tiềm năng thì nó sẽ lớn hơn các khu vực khác, có thể là Lộc Ninh hoặc là Bù Đốp, bởi vì nó có cái gì ạ, cái địa lý thời gian di chuyển gần. Thì chúng ta có thể lựa chọn những bất động sản vừa khai thác dòng tiền, vừa đầu tư lại vốn, tầm nhìn trung hạn hoặc là dài hạn, đúng không ạ? Đấy là chiến lược số 2. Còn những anh chị nào mà chúng ta có những định hướng gì ạ, tăng lại vốn, đấy, tăng trưởng lại vốn trong thời gian ngắn hơn, nhanh hơn một chút, thì anh chị có thể tham khảo cái chiến lược gọi là mua sỉ bán lẻ, hoặc là chúng ta mua đất lớn phân tách thành những cái nền nhỏ, nhưng mà chúng ta sẽ phục vụ cho những nhu cầu thực, đấy, đầu tư lại vốn nhưng mà đầu tư theo hình thức nhu cầu thực là những bất động sản có sự kết nối tốt hoặc là đường thông thoáng, có thể chuyển đổi nên thành đất ở được, thì chúng ta sẽ mua sỉ bán lẻ, bán cho những người họ đang có cái nhu cầu đầu tư lại vốn nhưng mà sau này có thể họ sẽ rời về Hớn Quản để họ định cư lâu dài, đúng không ạ? Thì chính những khu vực này chính là một cái địa phương rất là tốt để chúng ta có thể nhắm vào. Trong trường hợp anh chị chúng ta không có nhiều thời gian thì chúng ta có thể mua sỉ bán lẻ anh chị nhá, với những cái block có thể là vài chục nền hoặc là vài trăm nền gì đấy, thì chúng ta có những khoản tài chính có thể là vài trăm triệu một nền, chúng ta có thể bán ra cho những người lao động hoặc là giới làm văn phòng hoặc là những cô chú anh chị nào mà chúng ta có tài chính thấp, nhưng mà ưu tiên những bất động sản có cái độ tiện ích tốt, phục vụ cho nhu cầu ở hoặc là nhu cầu kinh doanh được, tầm nhìn có thể là 5 năm hoặc 10 năm anh chị nhá. Chứ không phải là những cái khu vực mà nó ở giữa cái khu vực đồng không mông quạnh đâu. Thì tất nhiên nó cũng sẽ có, nhưng mà nếu như giá nó quá cao và chúng ta gì ạ, đầu tư ở trên cái hình thức gọi là chỉ có lợi cho một bên ấy, thì những cái bất động sản đấy sẽ khó lòng thanh khoản tốt được, và chúng ta đầu tư được như vậy thì sẽ được chỉ được 1-2 thương vụ thôi, không được nhiều, đúng không ạ? Cái nữa là chúng ta có thể mua nền đất to tách ra thành những cái nền đất nhỏ phục vụ cho những cái nhu cầu ở trên thị trường. Và nếu nói về Hớn Quản thì có một từ khóa ở đây anh chị có thể nhắm đến, đó chính là gì ạ? Phục vụ cho cái nhu cầu ở thực, hoặc là gì ạ, đầu tư lại vốn với cái tài chính thấp, hoặc là gì ạ, các bất động sản nhà vườn. Đây là những phân khúc đang là rất là hot tại Bình Phước trong cái thời điểm này. Bởi vì với những cái khoản tài chính vài trăm triệu hoặc là với những bất động sản nhà vườn thì luôn luôn ưu tiên những cái khu vực nào có cái thời gian di chuyển từ 1 đến 2 tiếng đồng hồ, thì Hớn Quản cũng là một trong những cái khu vực đáp ứng được cái nhu cầu đấy của các nhà đầu tư và chúng ta có thể nhắm đến quý anh chị nhá. Tuy nhiên thì không phải là không có nhược điểm. Hiện nay thì Hớn Quản chúng ta sẽ cần phải nhìn vào các nhược điểm sau. Thứ nhất là gì ạ? Chúng ta cần phải đầu tư dài hạn quý vị ạ. Bởi vì thời gian vừa qua Hớn Quản trải qua các cái thông tin như là gì ạ? Sân bay Bình Phước này. Hoặc là thứ hai là gì ạ? Cái thời gian vừa qua thì sốt nóng toàn tỉnh thì Hớn Quản cũng không ngoại trừ, đúng không ạ? Cho nên một vài khu vực giá đã bị cao. Cho nên để đầu tư thành công thì chúng ta cần phải có chiến lược dài hạn, đúng không ạ? Thứ hai nữa là lãi vốn thấp. Thì với một địa phương như Hớn Quản thì tất nhiên cái sự phát triển về kinh tế xã hội, cơ sở hạ tầng, khu nghiệp sẽ có, nhưng mà nó sẽ lâu hơn một chút. Chính vì vậy cho nên là cái lãi vốn của nó sẽ thấp hơn một số khu vực, có thể là như Trơn Thành, Đồng Xoài hoặc là Đồng Phú, đúng không ạ? Lãi vốn nó thấp hơn một chút. Những địa phương khác thì có thể 50 hoặc là 60-70%, nhưng mà với Hớn Quản thì chúng ta cần phải tầm nhìn dài hạn một chút. Lãi vốn thì chúng ta có thể là kỳ vọng khoảng 20 hoặc là 25-30% thôi là ổn định và an toàn rồi. Cái nhược điểm số 3 nữa là cái đà tăng giá nó sẽ yếu hơn một chút. Có nghĩa là sao ạ? Hiện nay thì đối với những cái hạng mục cơ sở hạ tầng, đường xá, khu công nghiệp thì sẽ cần phải gì ạ?
ưu tiên các cái địa phương đang là phát triển đón đầu như là gì ạ? Trơn Thành, Đồng Xoài và Đồng Phú. Thì nếu như chúng ta là những nhà đầu tư theo cái chiến lược gọi là gì ạ? Đầu tư dài hạn thì chúng ta sẽ cần phải đợi lâu, bởi vì những cái địa phương như là Hớn Quảng thì cái ngân sách có thể là chậm hơn một chút, đúng không ạ? Nhưng nó vẫn có những định hướng phát triển tầm nhìn từ nay cho đến năm 2030. Thì đấy là những cái chia sẻ của Nguyễn Đoàn ở trong video ngày hôm nay, để giúp cho những anh chị nào, những nhà đầu tư nào mà chúng ta muốn đầu tư tại Hớn Quảng trong thời gian sắp tới đây, thì anh chị có thể tham khảo các cái chiến lược, các cái thông tin trong cái video này để giúp cho cái kênh đầu tư của anh chị đạt hiệu quả cao hơn. Cảm ơn anh chị và cô chú chúng ta đã dành thời gian lắng nghe cái video. Và anh chị chúng ta nếu thấy các nội dung vừa rồi giá trị và bổ ích cho cộng đồng của mình thì hãy chia sẻ đến họ và hãy tặng Đoàn một nút like nếu thấy hay nhé. Và đừng quên nhấn vào nút đăng ký kênh, nút chuông thông báo để là sau nhận được những nội dung mới nhất từ kênh YouTube của Nguyễn Văn Đoàn. Xin chào và hẹn gặp lại ở những video lần sau.